Xin chào, bạn tên là gì? Xin chào bạn, mình tên là... tên đẹp lắm, mình tên là Misa. Còn cậu, cậu tên là gì? Tên là Megan. Ủa? Tên là Megan. Thế bây giờ tớ đố cậu nha. Một bánh xà phòng diệt khuẩn giá bao nhiêu tiền? Ôi giời, dễ ợt. Một bánh xà phòng diệt khuẩn giá 12.000 đồng. Oh yeah! Sai rồi. Giá 10.000 đồng. Oh yeah! Sai rồi. 6.000. Sai nốt. 4.000 đấy. Vẫn sai. Thế tóm lại một bánh xà phòng diệt khuẩn giá bao nhiêu tiền? Tớ cũng không biết nữa. Ô kìa, tự nhiên có người đố mình mà lại không biết trả lời câu hỏi thế nào. Này, cậu hỏi ý kiến người thân đi. Ừ, để tớ hỏi bà tớ. Bà ơi. Bà đây. Đúng là gấu bà. Bà cứu cháu với. Có chuyện gì thế? Bà cho cháu hỏi, một bánh xà phòng diệt khuẩn giá bao nhiêu tiền hả bà? Giá 6.000 đồng cháu ạ. Misa, nghe đáp án đây. Giá 6.000 đồng. Ai chà chà, Megan giỏi thế nhỉ. Thế bây giờ tớ đố cậu, giá một lọ thuốc đau bụng là bao nhiêu tiền? Giá một lọ thuốc đau bụng á? Bà ơi. 20.000 đồng cháu ạ. 20.000 đồng. 20.000 đồng. Ai chà chà. Bây giờ tớ lại đố Megan một câu nữa nhá. Số tiền mua một bánh xà phòng diệt khuẩn ít hơn hay nhiều hơn số tiền mua một lọ thuốc đau bụng? Dễ ợt. Giá tiền mua một bánh xà phòng diệt khuẩn ít hơn giá tiền mua một lọ thuốc đau bụng. Giỏi thế nhỉ. Đúng là cháu của gấu bà. Bây giờ sẽ là một câu hỏi khó đây này. Số tiền mua một lọ thuốc đau bụng gấp bao nhiêu lần số tiền mua một bánh xà phòng diệt khuẩn? Bà ơi bà, gấp bao nhiêu lần hả bà? Gấp hơn 3 lần cháu ạ. Gấp hơn 3 lần. Siêu thế nhỉ? Oh yeah. Ê, cháu chơi một mình nhá. Để bà nói chuyện với chú nước sạch một lát. Chú này. Dạ. Tôi đọc mỏi mắt quá. Dạ. Có cái thông tin này, chú đọc giúp tôi nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Qua khảo sát ở rất nhiều địa phương từ tỉnh thành đến nông thôn, các tổ chức y tế trong nước và tổ chức y tế thế giới đã đưa ra kết luận cứ 3 phụ nữ có thai thì có 1 phụ nữ bị thiếu máu và cứ 3 trẻ em dưới 5 tuổi lại có 1 em bị thiếu máu. Một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh đó là bị nhiễm giun. Bệnh nhiễm giun này là do dùng nước không sạch và thói quen vệ sinh yếu kém gây ra. Những thói quen này là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở trẻ em dưới 5 tuổi của Việt Nam. Các tổ chức y tế đã khuyến cáo rằng để phòng ngừa căn bệnh này, mỗi gia đình, mỗi cá nhân phải thường xuyên dùng nước sạch và trước khi ăn uống phải rửa tay thật sạch bằng xà phòng diệt khuẩn. Mẹ nó đâu rồi? Cơm nước xong cả chưa? Anh đi làm đồng về à? Chú bác đi à? Con chào bố. Chào con. Cơm xong rồi đây, cả nhà mình lên ăn cơm thôi. Ôi trời ơi, đậu rán ngon thế này à? 9 miếng. Kìa bố, sao bố mất vệ sinh thế? Phải rửa tay trước khi ăn chứ. Bố xin lỗi, bố xin rút kinh nghiệm ngay. Cả nhà mình đi rửa tay. Đi nào. Bố có quên một tí mà con gái bố đã phê bình bố rồi. Đấy con thấy không? Bố rút kinh nghiệm ngay. Nhìn bố kìa. Bố đã không rửa tay bằng xà phòng rồi, lại còn chui vào quần. Ừ nhỉ. Thì bố lại xin rút kinh nghiệm. Cho bố xin tí xà phòng. Bố có biết một bánh xà phòng hết bao nhiêu tiền không? Bố không. Một bánh xà phòng mẹ mua hết 6.000 đồng đấy. 6.000 đồng cơ à? Bố không rửa tay kỹ bằng xà phòng mà lại bốc thức ăn thì giun nó sẽ chui vào bụng bố. Như thế là bố sẽ bị đau bụng đấy. Đau bụng à? Bố sẽ mua thuốc đau bụng để bố uống. Ê, bố có biết thuốc đau bụng bao nhiêu tiền không? 20.000. Đấy, bố thấy chưa? Gấp 3 lần bánh xà phòng nhá. Bé Na, anh thấy không? Bé Na nhà mình vừa chăm học này, ngoan ngoãn này, ý thức tốt này. Mà với kiểu tính toán thế này á, chắc chắn sau này sẽ trở thành chuyên gia về kinh tế. Các bạn thấy không? Chỉ một bánh xà phòng diệt khuẩn 6.000 đồng cũng là một giải pháp hữu hiệu về kinh tế và giúp cho mọi người phòng chống được bệnh tật. Đừng quên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Xin chào quý khán giả của kênh truyền hình HDTV. Xin chào.